Thế nào mà thấy mẹ chị để cái bảng như thế này nhìn rất là đau lòng vậy thưa chị? Dạ, tại em đó chính gốc quê là người Sài Gòn, nhưng mà thời đó ở ở địa phương này luôn, nhưng mà ba em mất sớm, lúc đó bị bệnh nên đã bán nhà để lo chi phí cho ba rồi. Bây giờ hiện tại là mẹ con em là ở trọ không à, mà em thì ở đây được hơn 2 năm rồi. Thì ông anh em đó thì mẹ em có hai người con, em và một ông anh nữa. Ông anh em thì lấy vợ và về Tiền Giang sống luôn. Nên giờ từ ngày dịch tới giờ là mẹ con em trong đây mà chưa được hỗ trợ. Dạ thì mình thấy ở đây là rất là nhiều nhà trọ. Ở đây khoảng bao nhiêu căn nhà trọ vậy thưa chị? Dạ nếu mà trên dưới cũng khoảng 30-40 phòng gì hơn được anh. Nhưng mà là một phòng khoảng bao nhiêu người ở? Em cũng không rành tại vì em lo buôn bán rồi là em về nhà, nhưng mà bình quân là nhà hai vợ chồng. Dạ. Người, có trẻ em, người phụ nữ mang thai, người già rồi không chị? Dạ có, ở đây có. Dạ thì chủ yếu là người dân ở đây là thuê nhà trọ ở, và họ làm gì ạ? Dạ công nhân lao động thấp không mà anh, với em thì buôn bán. Dạ thì cái bảng mà mẹ của chị đang cầm kính mong mình hùng quân hỗ trợ, thì cái bảng này ai là người viết cho mẹ của chị, và cô đã từng đứng như thế này, cầm như thế này lâu chưa ạ? Dạ cái này là mới chụp được đầu đó, do bé xuống phòng này nè, nó làm lên nó kêu quá mà giờ nó khổ quá rồi không ai giúp nữa, thì thôi giờ quay lên đi, có mạnh thường quân đó, người ta thương tình đau bệnh giúp. Nữa nè chứ bây giờ nó không ăn có ngày gì, tới cũng 3 tháng trời rồi chứ không cho một ngày một bữa nữa, nên cái kêu chụp thì chụp luôn, rồi giờ được có anh thương anh đại giúp rồi. Có ai giúp chưa chị? Chưa. Dạ rồi kính thưa quý vị, hôm nay thì phải nói là rất là có duyên khi mà Lê Anh Thiện đi ngang và nhìn thấy cái hình ảnh như thế này, cũng là sẽ có cái hướng mà giúp đỡ cho mọi người ở đây ha, những người một phần quà dù nó không lớn, nhưng mà một miếng khi đói bằng một gói khi no, có phần nào để mà hỗ trợ giúp cho người dân ở đây. Dạ, rồi mời bác với mời chị đi ra để mà cùng nhận quà. Đây thưa quý vị, đây là khu nhà trọ, cũng rất là đông người đang đứng chờ để mà nhận những cái phần quà của các mạnh thường quân của kênh Lê Anh Thiện hỗ trợ. Dạ em mời mấy anh rồi xếp hàng đây ha, xếp hàng vô giùm mình rồi để mình tranh thủ mình phát cho mọi người một đòn bánh tét với lại 200.000 nha mọi người. Mọi người vui không ạ? Rồi rất là mong mọi người của ít thì lòng nhiều cùng chia sẻ nhau, mà mọi người nhớ giữ cho mình cái khoảng cách